Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến bạn hai mẫu nồi của Toshiba. Thì cả hai mẫu nồi này đều là nồi 1 lít. Hai mẫu nồi này cùng một mã nồi nhé các bạn. Mã nồi là VWG RC10VWG. Đấy. Tức là nồi 1 lít đấy các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát 2 rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn. Đây là nồi tô chuông. Nhưng mà tô chuông này là khác tô chuông thường. Đây, nó khác những mẫu tô chuông như này là vì nó là phiên bản kỷ niệm các bạn, phiên bản kỷ niệm đặc biệt ấy thì nó có những bản gọi là phiên bản đặc biệt thì nó khác, phiên bản đặc biệt thì nó có đèn led, còn đây là phiên bản kỷ niệm đặc biệt đấy các bạn. Phiên bản này thì nó chỉ sản xuất một năm duy nhất 2013 thôi, thì sau 2013 thì họ không sản xuất nữa, để đến năm 2019 2020 các bạn, người ta Toshiba có làm một cái mẫu nữa là mẫu giống như thế này đấy, màu đen hết, còn mẫu này thì chỉ một năm nhất 2013 thôi. Thì đây là nồi cũng thuộc dạng xịn nhất của Toshiba nhé các bạn. Nồi đắt tiền hơn những nồi tô chuông bình thường như này. Đấy. Rồi. Mình cho bạn xem qua một vòng nhé. Nồi này thuộc gọi là hàng đấu giá nên các bạn không sợ cái mặt này nó bị chày. Còn rất là đẹp đấy các bạn. Đấy, cả hai nồi. Đây là bụi đấy các bạn. Đây mình lau này. Đấy. Bụi nó bám vào thôi. Rồi, mình mở cho các bạn xem nhé. Vùng vùng răng rất là đẹp nhé các bạn. Rất là xanh luôn. Mặt này màu đen đấy các bạn. Phiên bản này là mặt màu đen nhé các bạn. Phiên bản đời 2019-2020 là mặt trắng bình thường, mặt kim loại bình thường. Và son của 2019-2020 là son nó một ngấn như này. Son này là son hai ngấn nhé các bạn. Đây, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Son hai ngấn. Đấy, son rất đẹp luôn. Son nhiều sóng, tạo bọt đều cho gạo. Đấy, hai ngấn này còn rất là mới luôn. Nhìn nó chia làm hai rãnh này. Đấy. Bên trong đây không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Rồi, thì mình nghiêm điện vào đây rồi. Giờ mình cho các bạn xem đây là cái nút nguồn đấy các bạn, mình đưa tay vào đây. Đấy. Rồi mình chọn đây là phím phím hâm này. Đấy. Còn đây là phím làm bánh nha các bạn. Chế độ làm bánh này thì chỉ có một cái nồi này có thôi nhé các bạn, chứ tôi thường không có. Đấy, đây là bánh mì rồi bánh bông lan rồi này kia đấy các bạn. Đấy, tức là mình làm bánh mì bánh bông lan hay bánh giống như bánh có bột mình đưa vào đấy. Đấy. Còn đây là phím chọn gạo này. Đấy, cái đầu tiên là gạo trắng này, đây là gạo không vo này, đây là gạo lứt này, đây là gạo lứt nảy mầm này. Đấy, còn đây là cái gì này, cái gì thì mình chưa rõ đấy các bạn. Đấy, xong rồi thì mình chọn chế độ nấu. Đấy. Đây là nấu ngon nhất này, nấu nhanh này, cực nhanh này, nấu hỗn hợp này, nấu có cháy này. Đấy, còn đây trên đây là mình cũng chưa rõ là nấu như thế nào. Đấy, thì mình cứ chọn chế độ này là nấu ngon nhất đấy các bạn. Rồi mình nhấn nấu. Đấy, 55 phút nhé các bạn. Đấy. Rồi, thì mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 8 triệu nhé các bạn. Nồi rất là đẹp luôn các bạn, không bể vỡ gì nhé. Rất là bóng. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 2. Mẫu nồi này thì cũng y như mẫu nồi kia thì mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Mình mở cho các bạn xem thôi. Đấy, mẫu nồi này bên này thì nó không được đẹp như cái bên kia, nên giá nó sẽ rẻ hơn nhé các bạn. Còn chế độ bảo hành thì từ đẹp hay xấu thì bên mình vẫn bảo hành như nhau nhé các bạn. Đấy, son nó có vết gà mổ li ti như vậy đấy các bạn. Đấy, cũng là son hai đáy như kia, hai ngấn như kia luôn. Cái son này, cái nồi này mình có thể lấy cái son thường lắp vào vẫn được nhé các bạn, không sao cả, tại vì cấu tạo của nó y nhau thôi. Đây, để cho mình cho các bạn xem. Mình lấy một cái son thường của cái tô chuông đỏ này, mình đưa cho các bạn xem nhé. Đấy, bằng nhau luôn, cao bằng nhau, to bằng nhau. Nói tóm lại là mình có thể lắp vào được, không sao cả. Còn cái son này thì nó nhìn nó lạ hơn, nó nhìn nó bắt mắt hơn đấy các bạn. Đấy. Còn bên trong nó không bể vỡ gì nhé các bạn. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán với giá 5 triệu rưỡi nhé các bạn. Nồi phiên số 2 5 triệu rưỡi. Rồi, hai nồi này thì bạn nào có nhu cầu ưng mẫu nồi nào thì liên hệ cùng mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.